Xin chào tất cả các bạn, trước mặt các bạn là sản phẩm G1 M230. Đây là hộp của sản phẩm. Các tính năng cơ bản của máy. Các micro USB. Tai phone. Pin. Cục sạc. Bên cạnh đó còn có sách hướng dẫn sử dụng. Máy có thiết kế màu xanh đen. Như bạn thấy đây là mặt trước của máy. Màn hình của máy là QVGA 2.2 inch, độ phân giải 176 x 220 pixel. Bàn phím của máy to, rất là dễ bấm. Như các bạn thấy thì máy được thiết kế chuyên dụng cho việc nghe nhạc. Ở đây có các phím tắt media, loa nghe, logo của máy. Máy có camera 1.3 megapixel. Đây là loa ngoài. Jack cắm audio 3.5. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Cổng micro USB dùng để sạc pin hoặc kết nối với máy vi tính. Đặc biệt máy có thiết kế là hai đèn pin. Ở đây như các bạn thấy thì có hai cái lắp sim, sim A, sim B. Giao diện màu sắc nhìn rất đẹp. Sau đây là một số tính năng cơ bản của máy. Ở đây máy có hai phím tắt, mở lớn âm thanh và mở nhỏ âm thanh. Nếu các bạn muốn mở lớn âm thanh thì các bạn bấm phím sau. Như bạn thấy thì loa ngoài nghe rất là lớn. Các dịch vụ của máy Internet, Yahoo.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.